Lại về đây nghe bầy chim ngói hót vô tư trên phố nhà. Hãy nghe tiếng chim ngói hót trên đất thành Nam, quê hương Nam Định, để thấu hiểu những khoảnh khắc của người xa quê mong trở về. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Người Trở Về, nhạc sĩ Hoàng Long, thơ Bình Nguyên Trang, do ca sĩ Nguyễn Như Hoạch đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, huy chương vàng tài năng trẻ sinh viên các trường nghệ thuật toàn quốc 2015 thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xưa đi